kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ. Tissue hôm nay sẽ mời cả nhà mình đi chợ Phú Thủy cùng với Tissue đi mua cá về kho tổ với lại coi thử các cua đồng không để về nấu canh mồng tơi mướp với cua đồng ha. Cho nên là bây giờ mình đang ở trên đường Nguyễn Tương nè, mình sẽ đi chợ xem thử hôm nay chợ có cá gì, có rau gì ngon không, với lại có cái gì đặc biệt trong chợ Phú Thủy không ha. Mời cả nhà cùng đi với Tissue. Mình đang đi trên đường Nguyễn Tương ạ, đang đi qua cái trường tiểu học Phú Thủy 2 nè. Tới cái đèn xanh đèn đỏ kia là mình sẽ đi thẳng qua luôn. Thì tới cái chợ Phú Thủy. Chợ này đặc biệt món gì cũng có cả nhà mình. Nó giống như là chợ lớn khu nhỏ vậy đó. Thì rất là dễ mua. Mình chờ đèn đỏ xong rồi giờ mình đi ha. Ở đây vẫn là đường Nguyễn Tương cả nhà. Nói chung là cái khúc này là khúc đường mới cho nên là Tissue đi đọc cái tên đường mới để cho cả nhà mình biết hai cái đường này là nó cặp bên hông qua bên chợ Phú Thủy nè. Đi ngang qua đây, đây là bên hông chợ Phú Thủy. Mình tìm cái chỗ gửi xe rồi sẽ đi vào phía bên trong chợ. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần, bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng cho nên là mọi người đi chợ rất là đông. Mọi người đi chợ cuối tuần đông vui nhộn nhịp. Thời tiết bây giờ cũng đang hơi se lạnh cả nhà. Tissue thấy có chỗ gửi xe rồi, để mình vào mình để cái xe. Rồi để ở đây. Ở đây là mặt trước của chợ Phú Thủy. Mình đang nhìn bên kia chợ là chợ mới đó cả nhà, còn cái chợ cũ là Tissue đang đứng ở bên này nè. Chợ này có hai bên, một bên họ xây mới thì có nhiều kiosk nhưng mà chỉ có gọi là người dân là họ bán cái mặt phía trước thôi, là mình đang thấy sầm út đó. Rồi bên này thì là sẽ là chợ cá. Bây giờ thì mình sẽ đi dọc qua bên này ha để đi vào phía trong chợ. Ở trong chợ này á, món miền Tây, món miền Nam, món miền Bắc, món miền Trung đều có cả nhà. Dễ mua và họ cũng bán không có thấp lắm đâu. Ở trong lòng chợ ngay cái khúc này nè thì họ có nhiều cái món ăn, nhiều cái món ăn, ví dụ như là mì Quảng, phở bò, hủ tiếu, bò kho, hoặc là bánh canh, bánh cuốn, cơm đầy đủ ở trong cái khăn này. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở bên đây trước để đi vòng chợ. Bên này thì bên vòng chợ này là bán thịt. Thịt và rau ở bên hướng này. Mình đi bọc qua thì mới tới cái hướng của hàng cá. Thì ở ngay cái khúc này là khúc mà người ta sẽ bán hàng cá nè,
nên là cả nhà mình thấy là mọi người đang đứng đông đông đó, ở phía trong đó thì có mấy cái hàng cá lưới họ lên thì mọi người đang đứng mua. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiếp tục. Dọc cái đường hẻm bên này á, thì mọi người sẽ bán cái cá mà gọi là cá lưới kéo lên á. Họ đi vào buổi sáng đó, thì họ sẽ đem ra đây bán. Nào bây giờ mình đi qua này coi trước nha, rồi hồi dòng vô sau. Ở đây là cá đang rất là tươi nè. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Ở bên này là cá khô, ghẹ, rồi mọi thứ, một ít cá, một ít cá. Đây là hàng cá khô. Ở bên này là nhiều cái loại cá xương xanh, rồi nói chung là cá này thì không phải cá lưới, cá này cá đi tàu mấy ngày mới vô. Ở bên này là trên này nữa nè, cá ăn thịt. Bên này mình đi qua đây. Bên này là mình đi qua hết cái góc chợ. Ở đây có bán một góc chợ nè. Có bán tàu hũ, bán khoai lang, khoai mì. Ăn tàu hũ nha cả nhà. Coi cho con, cho con chén tàu hũ nha. Giờ trong đây ngồi nha cả nhà mình. Tàu hũ nước đường nè, khoai lang nè, khoai mì nè, đậu phộng, nước đường à, hấp dẫn chưa cả nhà mình. Xong rồi cho con miếng đường vô luôn. Ok cả nhà, đây là cái chén tàu hũ nè, tỷ xu mới vừa gọi ra. Một chén như vậy không biết là mấy ngàn, một chén gì là mấy ngàn hả cô? 7.000 cả nhà. Một chén gì là 7.000. Tàu hũ thì ăn với nước đường. Thắng kêu cái này là đúng rinh của Phan Thiết mình nè. Chứ hồi lúc trước á là bây giờ á là toàn tàu hũ với nước cốt dừa thôi. Đây là chén tàu hũ. Ngon. Dạ, dạ, một ly thì 10.000, còn chén như vậy là 7.000. Ok. À, dạ, cái này mình bán từ lúc mấy giờ hả cô? 10 giờ mình nghỉ à. Dạ, rồi cái xong cái là mấy giờ nghỉ? Dạ về luôn á. Ủa? Là cô bán từ lúc mấy giờ? Từ 7 giờ. 7 giờ, nhưng mà giờ. Nhưng mà còn rồi sao cô? Nãy vô nhà người ta không? À, để vô nhà người ta rồi ngồi. Không có ngầu không? Nãy nhà người ta làm sao tự ý là ta lấy con nấu mình. Ta à, dạ. Là biểu thì lên quay mà đi ra không ai đi ra. Dạ.
cái nào nó thiệt luôn. Tại nước đường tôi từ Bắc vô Nam không có ai qua con đường này hết. Dạ, sân đường ngon và tự tin luôn. Cô ăn nước dừa không? Bỏ vô miếng ăn nè. Dạ không, con không ăn nước dừa đâu. Cô ở đâu vậy? Dạ con Phan Thiết. Dạ. Đây cả nhà mình ha. Đây là cái chén tàu hũ nè, mà cả nhà mình ăn tàu hũ với tiêu su nha. Khoai này là khoai là ồ ngon ghê ha. Một củ này là bao nhiêu tiền cô? Cái này khoai mật nè. Đúng không? Có kính có ký là có tiền. Một ký là bao nhiêu tiền cô? 25 ngàn. 35 à. Lấy cho con một củ đi. Mà lấy củ nào đừng sơ á. Không không. Củ nào cũng ngon hết. Đừng có lấy củ sơ, có nhiều củ ngon nhưng mà mở ra nó sơ. Dạ. Rất là ngon, tự tin luôn, không có sơ đâu. Dạ, lấy cho con củ. Củ nào? Củ nào ngon là được, đừng sơ. Sơ làm con cho con ngon. Ôi thôi thôi, con không dám đâu. Thôi, tự tin thì lấy cho con một củ. Dạ. 6 đèn là con là 2. Dạ, 20 ngàn. Ok, cảm ơn cô. Gần Tết rồi là có củ kiệu tai heo cô hả? Khoảng chừng nào thì có mấy cái món đó? 20 Tết là mình có mình bán ha. Đúng rồi. À đó. Một ly tàu hũ không muốn ăn mà cũng phải ăn thì à. Cô nói vậy đó. Ai tự tin luôn. Tự tin luôn. Có gừng không con? Này có gừng á. Dạ có gừng. Đúng chính xác luôn. Tàu hũ ăn thì phải nhiều gừng mới ngon cả nhà. Trời ơi, đâu cũng phải đem mua hết con à. Không bao giờ bán mà cho khách để ăn. Đây là ly tàu hũ nè. 10 ngàn. Đó, 10 ngàn ly đem về. Có 20 Tết là có củ kiệu gì nữa cô? Tai heo. Tai heo. Em rồi em đi tại củ cải làm nè. À. Em đi qua nha mà em thấy á mà nó đục nước á. Dạ. Tai heo mà đục nước em đừng có mua. Dạ. Tai heo đục nước là không mua. À. Dạ. Ừ. Ở đây là con tôm nhỏ nè. Lột ra. Ở đây mình thấy có cá bóp nè. Để mua một lát cá bóp dày dày về kho. Chị ơi cá bóp bao nhiêu chị? Chị ơi cá bóp bao nhiêu? Dạ. Em rưỡi hả? Cắt cho lát dày dày đi. À, không cái có bụng á. Đây cái kia kìa. Cái kia kìa. Không học cái kia kìa. Dạ, dạ cắt cái khớ, một khớ. Ở đây được không? Dạ rồi. Dạ có. Này về kho nha cả nhà. Rồi mình đi rời khỏi hàng cá ha. Bây giờ mời cả nhà mình dọc lên hàng rau, hàng mực. Là thì lên đây là hàng bán đồ mỹ ký rồi quần áo rồi bên này hàng rau. Đi vòng vô trong thì là hàng bán về thịt, các loại thịt. Đó, ở đây có mắm chân nhà làm. Ai cho con chén mắm chân đi cả nhà. Cho con chén mắm chân. Đây là mắm chân đi cả nhà làm. Vâng. Một chén 10 ngàn. Mắm chân Phan Thiết. Dạ mắm chân Phan Thiết. Rồi mình đi vào phía trong. Mình đi vào phía trong ha.
Ở bên này là mấy cái hàng bán nước mía, bánh xèo. Trong này là có hàng bánh xèo này cả nhà mình. Bán cơm, đây là trong cái quầy đồ ăn ở trong chợ. Quầy đồ ăn ở trong chợ. Lưu Chi Su đứng ở bên này quay cái góc hàng đồ ăn cho cả nhà mình xem. Rồi mình đi vòng ra phía ngoài lại. Trong này là hàng khô với là hàng quần áo. Đúng không? Ăn nhiều không? Ăn chung nha, còn mày muốn ăn chung. Quần áo. Rồi bây giờ mình ra lại bên ngoài chợ, là cái chỗ hồi nãy mình gửi xe cả nhà mình đó. Thì một cái dòng chợ của Phú Thủy. Tisu đã đi một vòng xung quanh để cho cả nhà mình cùng ngắm chợ vào ngày Chủ nhật cuối tuần, coi thử là chợ đông vui nhộn nhịp như thế nào. Và lượng hàng hóa đồ ăn ở đây chợ quê rất là dễ mua. Và đây là mặt trước của chợ Phú Thủy nè. Đó. Mình đứng hai bên, ở đây là giữa đường ở khúc bên này là mặt mới xây, cũng là chợ Phú Thủy. Đây. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi ủng hộ kênh Tisu ạ. Kính chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe, nhiều niềm vui và an lạc trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái video lần sau.